Hôm qua, Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển thông báo cơ quan lập pháp này sẽ quyết định về khả năng lãnh đạo đảng Dân chủ xã hội Magdalena Anderson có thể trở thành tân thủ tướng của quốc gia Bắc Âu hay không tại cuộc bỏ phiếu lần 2 trong vòng chưa đầy một tuần. Dự kiến, cuộc bỏ phiếu lần 2 sẽ diễn ra vào đầu tuần tới, tức ngày 29 tháng 11. Trước đó, hôm 24 tháng 11, Quốc hội Thụy Điển đã bầu bà Anderson làm nữ thủ tướng đầu tiên của quốc gia Bắc Âu song chính địa gia của đảng Dân Chủ Xã hội đã từ chức chỉ vài giờ sau đó, sau khi đảng Xanh rút khỏi liên minh cầm quyền. Tại Thụy Điển, thông thường chính phủ liên minh sẽ từ chức khi một đảng rút khỏi liên minh cầm quyền. Bà Anderson, 54 tuổi, bày tỏ hy vọng sẽ trở lại với một chính phủ thiểu số của đảng Dân Chủ Xã hội, đồng thời cho rằng đảng Xanh vẫn muốn ủng hộ bà trở thành thủ tướng.